Dạ vâng, em xin mời quý vị, quý anh chị theo bước chân em để được khám phá cái ngôi nhà thờ cổ có liên đại 2.000 năm. Nhà thờ này để thờ Đức Thánh Ayu Lazarus nha. Đây là một vị thánh rất là linh thiêng mà được người dân ở nơi đây rất là tôn sùng nha quý vị. Theo người dân kể lại rằng là vị thánh Ayu Lazarus này đã sau khi mất thì đã sống lại, và sau đó người đã sống lại nhá, một cách rất là thần kỳ, và không ai có thể giải thích được lý do tại sao khi mà ông mất rồi mà lại có thể sống lại được nha quý vị. Và đây em xin view cho quý vị xem toàn cảnh người dân ở nơi đây. Đây toàn bộ người dân theo đạo Cơ Đốc giáo nha quý vị. Họ đang xếp hàng để được đợi đến lượt mình vào đây để chiêm bái vị thánh rất là linh thiêng này nha. Đó, xung quanh ngôi đền thờ này thì có quán cà phê để mọi người đến đây ngồi uống nước. Và đây là những đồ ăn truyền thống của người Síp. Đây gọi là óc chó. Và những cái nhìn như xúc xích này được gọi lục, được gọi là làm từ nho, làm từ chế biến từ nho luôn quý vị nhé, làm hoàn toàn thủ công luôn. Đây nho khô đây đấy, nho khô này, nho khô bên kia là sung khô, tất cả đều làm thủ công nên là được người dân nơi đây họ rất là ưa chuộng và họ làm rất chi là sạch luôn. Đây những cái sản phẩm này người ta làm từ nho luôn này. Đấy, mơ này, mơ khô, táo khô, quả sung khô, rất nhiều quả thiên nhiên này, đồ này được làm từ thiên nhiên luôn. Đấy. Và đây chính là một con đường du lịch luôn quý vị ơi. Con đường du lịch dành cho khách tham quan đến đây họ tham quan. Và đây họ bán những cái đồ rất là cổ xưa mà người dân ngày xưa cách đây hàng trăm năm người ta vẫn dùng nhé. Đấy. Này, đấy. Đây là những đồ mà cách xưa cách đây hàng trăm năm họ vẫn dùng này. Đấy. Rất là đẹp luôn này quý vị. Đấy. Những đồ thủ công mỹ nghệ làm bằng tay nhá, handmade. Và đây là đường phố. Đây là có một chiếc xe, không biết là chở gì em không biết luôn. Rất là nhiều. Mời quý vị tham quan qua luôn. Hôm bây giờ là cái lễ phục sinh nên là người ta có trưng bày những cái quả trứng này. Đấy. Quả trứng rất là đẹp luôn. Đấy, Kalopatka. Kalopatka ý nghĩa của tiếng Việt là chúc mừng lễ phục sinh đấy, chào mừng lễ phục sinh. Đấy. Rất là đẹp luôn nha quý vị. Và đây là những quán cà phê. Những quán cà phê, và đây là những đoàn người đang đứng để chờ đến chiêm bái Đức Thánh Ayu Lazarus luôn quý vị nhé. Rất là đẹp luôn quý vị ạ. Chiếc ngôi nhà thờ này có liên đại hơn 2.000 năm. Và đây là những nhà hàng bán những đồ ăn rất là được người dân ở đây ưa chuộng. Và đây là những quán cà phê. Và quanh khắp những cái lẻo đường này thì đều có người dân đến đây để chiêm bái. Và người ta nói rằng ngôi đền thờ Đức Thánh Ayu Lazarus này rất là linh thiêng, cầu gì được đấy. Và bên cạnh ngôi đền này có một cây hoa rất là đẹp luôn quý vị ơi. Đó, rất là đẹp luôn. Bên cạnh đó là những cái quán cà phê, người ta ngồi uống để thư giãn, trò chuyện sau những việc, sau những giờ làm rất là vất vả. Đó, đây là con đường xung quanh ngôi đền thờ nhé. Rất là đẹp luôn thưa quý vị. Và đây em xin review xung quanh ngôi đền thờ này luôn này. Đấy.
cả nhà có thấy lên thơ không ạ? Ngôi đền thờ này 2.000 năm rồi, và ở bên dưới tầng hầm của ngôi đền thờ này có ngôi mộ của Đức Thánh Lazaro nhé. Sau khi ông mất thì người ta để một phần mộ của ông ở ngay bên dưới ngôi đền thờ này. Nhưng nghĩ là bây giờ vào bên trong thì cũng rất là đông người lên, mà em sẽ review quanh ngôi đền thờ này. Đó, quý vị thấy đẹp không ạ? Rất là đẹp luôn. Đây là một trong những cái địa điểm du khách khi đến đây du lịch thì họ sẽ ghé thăm cái ngôi đền thờ này. Rất là tuyệt đẹp luôn. Hôm nay là ngày lễ đặt tên của ngài nên là rất nhiều người dân ở thành phố La Lan Ca này đến đây để chiêm bái, cầu nguyện cho gia đình, cho công việc làm ăn được thuận lợi. Đông lắm thưa quý vị, có lẽ là em sẽ chẳng vào được bên trong đâu. Ngôi nhà thờ này cổ lắm, 2.000 năm rồi. Đó, em sẽ quay qua cho quý vị xem. Đây là cửa phụ nhé, cửa chính là ở đằng trước em đấy đó. Mời quý vị cùng lắng nghe những lời kinh mà cha đạo đang làm lễ trong nhà thờ. Rất là đẹp. Em đã đi vòng quanh ngôi nhà thờ này rồi. Em sẽ vòng ra đằng trước và sau đó sẽ review cho quý vị xem mặt tiền của ngôi nhà thờ này nhá. Đó, quý vị thấy dòng người rất là đông. Em không dám vô bên trong bởi vì nó quá là đông người luôn. Mà đợi xếp hàng thì rất là lâu. Ở đây tuy là đông nhưng mà họ có một cái lớp sống rất là văn minh và lịch sự. Người ta sẵn sàng đứng xếp hàng chờ đợi để đến lượt mình vào bên trong nhà thờ để chiêm bái nha quý vị. Em yêu cái cây hoa này quá. Đấy quý vị xem, đoàn người giờ mỗi lúc đến một đông hơn rồi quý vị ạ. Đây chính là mặt tiền này. Mặt tiền của nhà thờ. Đoàn người mỗi lúc đến một đông hơn rồi quý vị. Mỗi lúc đến một đông luôn. Đông quá rồi quý vị ơi. Bịch lô mi. Thì em đang tìm cách đi vào trong mà chắc chả đến lượt đâu. Chắc phải lách luật rồi. Nhưng mà đứng chờ thì lâu lắm quý vị ạ. Chắc em phải lách luật đấy. Đông quá đúng quý vị ơi. Đông nghịt luôn à. Đây quý vị nhé, đây là kiến trúc của mặt bên đây. Nhà thờ cổ 2.000 năm, nằm giữa trung tâm thành phố luôn. Đây là những em học sinh đấy.
đông quá quý vị ạ. Chắc là không đến lượt em đi chui vào bên trong rồi. Quá là rộng luôn. Đây là một đoàn duyệt binh xung quanh nhà thờ nha thưa quý vị. Và một lát nữa sẽ có đoàn thổi kèn đi xung quanh nhà thờ luôn. Họ mặc đồng phục khá là đẹp. Để vô xe. Ôi, ta bún nà thì vô xe đi xe. Thế thì cao dù nà gửi lá xe hồn nix. Nà bún là càng bà mê. Tu. Tu tổ. Nà nix xe. Hả? Bà mê, bà mê. Tiene. Tiene dame. Una cosa de una que la salo. Ah. La vali palo dame. Y la vali una que la salo. When they put? Ah. You see now how many people they come more. My God. Look. Take this army. No, they have army here. No, ekibuli kotmu. Namo kula lukum. Maret. Né. Né, né, chai liều là pha mẹ. Giờ đây em review cho quý vị xem. Đấy, em xem cho quý vị xem này. Họ làm cái bánh ngọt này. Rất là ngon này. Tay này. Bốc rất là nhanh luôn quý vị này. Khá là ngon này. Vô lâu đây là cảm nhận gì? Và là em. Vô rí gồ ra. Đấy, bánh ngọt đấy. Để xem. Đấy, bây giờ là bắt đầu dán. Còn bên này là thành phẩm nhá, bán này. Tùy theo mọi người thích ăn bao nhiêu thì sẽ mua bấy nhiêu quý vị ạ. Hello, how are you? Dạ vâng, thưa quý vị, quý anh chị, hôm nay là ngày lễ đặt tên của Đức Thánh Ayola Zarot nên trong này rất đông người đến để cầu nguyện nha thưa quý vị. Đây là ngôi đền thờ có niên đại 2000 năm thưa quý vị ơi. Đó. Hôm nay rất là đông người đến đây để làm lễ nha quý vị. Đó. Quý vị xem. Em sẽ đi vào trong này để em xem. Đi lên trên đây nhá. Em đi lên trên này để quay video cho nó nhìn được khắp luôn quý vị ạ. Vì xem cách đây 2000 năm họ xây dựng được những như thế này quá là kiên cố mà quý vị ạ. Vì xem này, đèn chùm rực rỡ chưa, quá là rực rỡ luôn ạ. Lát nữa sau khi
rước Đức Thánh Lazarus đi vòng quanh thành phố La Lanka thì họ sẽ rước quay trở lại đây nhé thưa quý vị. Đây chính là bên trong nhà thờ. Rất là đẹp luôn quý vị. Quý vị xem kiến trúc này, xây dựng rất kiên cố luôn. Không biết là họ xây bằng cái chất liệu gì mà 2.000 năm rồi. Xây bằng đá luôn. Và em mời quý vị theo bước chân em để đi xuống xuống bên dưới để xem nơi mà người ta đã từng chôn hầm chôn Đức Thánh Lazarus nhé. Đây quý vị, đây chính là lối đi xuống nhé. Lối đi xuống hầm mộ của Đức Thánh Lazarus. Quý vị, nơi đây là nơi đã từng chôn cất mộ của Đức Thánh Lazarus. Đây quý vị, ở đây có rất nhiều hầm mộ nhé. Đây thưa quý vị, đây chính là ngôi mộ của Đức Thánh Lazarus cách đây 2.000 năm. Và họ đã bốc được xương cốt của vị thánh này và để trong hòm, và hôm nay đến ngày lễ đặt tên của vị thánh Lazarus. Họ đã rước vị thánh đi vòng quanh thành phố La Lanka để tưởng nhớ đến đức thánh này. Người rất là linh thiêng luôn đấy quý vị.